Xin chào quý vị nhà đầu tư. Trong đầu tư chứng khoán, để đầu tư thành công thì không những chúng ta cần phải biết tìm ra những cổ phiếu tốt mà còn phải biết nói không với những cái cổ phiếu, những chứng khoán không tốt. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến top 5 loại chứng khoán tuyệt đối không đầu tư. Phần thứ nhất, chứng khoán có dấu hiệu đầu cơ làm giá. Lý do thứ nhất, doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả thì thường mới làm giá cổ phiếu. Thứ hai, lãnh đạo thì kém đạo đức, tập trung làm giá cổ phiếu thay vì tập trung vào kinh doanh. Thứ ba, đội lái nắm đằng chuôi và chúng ta nắm đằng lưỡi, nên thua lỗ là một điều tất yếu. Bởi vì họ kiểm soát được toàn bộ danh sách cổ đông, những người mua bán như thế nào hàng ngày. Ví dụ, cổ phiếu làm giá như ROT chẳng hạn, có những lúc lên giá đến gần 200.000 thì đến nay chỉ còn 2.200 đồng, tức là mất tới 98-99%. Thứ hai, đó là cổ phiếu AMD chẳng hạn, thì nó cũng có lúc lên đến 26.000 đồng, hiện nay cũng chỉ còn 2.200 đồng. Hay ví dụ thứ ba, đó là cổ phiếu KLF, có những lúc giá lên 16.000 đồng, hiện nay cũng chỉ còn có 2.200 đồng. Hay cổ phiếu Đại Châu này chẳng hạn, có thời kỳ nó lên đến 35.000 đồng thì hiện nay chỉ còn 1.500 đồng mà thôi. Thì khi chúng ta dính vào những cái cổ phiếu này ấy, thì về cơ bản có thể không còn đường về nữa.